xuyên mặc áo vàng quần đen, còn đồng đội mặc áo xanh quần đen các bạn. Trận chung kết giải bóng chuyền Thành Cúp Mỹ Anh Bisono Hà Tĩnh 2023. Xe đồng đội phạt bóng chưa các bạn? Rất hay. 1-0 cho Cẩm Xuyên. Lưới 2-0 cho Cẩm Xuyên. Phát bóng không qua lưới. 1-2 cho FC Đồng Nội. Rồi, 2-2 cho FC Đồng Nội. Giờ bóng tốt. Rồi, 3-2 rồi. Tốt. Bóng ra ngoài sân. 4-2 cho FC Cẩm Xuyên. Không được rồi. Dứt điểm rất tuyệt vời. Vẫn còn. Chán rồi. Vẫn còn. Rất tuyệt vời. Bảy ba rồi. Hai đội hội ý nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
3. FC Cẩm Xuyên phát bóng. Bóng không tốt. 48. Phát bóng không qua lưới. Hai đội đều phát bóng hỏng. 94 rồi. Ngoài phát bóng không qua lưới. Không hiểu sao hai đội này thi nhau phát bóng không qua lưới. Đốt một tốt. Cẩm Xuyên thi đấu rất tuyệt vời. Cẩm Xuyên đập bóng rất mạnh. Và đập bóng rất tuyệt vời. Đã có điểm cho FC Đồng Nội. Điểm số thứ 6 rồi. Điểm số 2 là 61. Điểm số 12 cho Cẩm Xuyên. Tốt. Đập bóng cực mạnh. Quá hay. Điểm số thứ 7 cho FC Đồng Nội. Được một tốt. Một tốt. Vẫn còn. Rất hay. 83. Bước một tốt. Điểm cho Cẩm Xuyên. 14-8. Đập bóng ra ngoài. 15-8 rồi. Trận này kết thúc nhanh quá. Hy vọng trận 2 FC Đồng Nội sẽ thi đấu tốt hơn. Cách biệt 7 bàn. Bóng không được. Chạm chán rồi. Hai đội lại tiếp tục hội ý. Tất xình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
96 rồi. Phát bóng cho FC Đồng Nội. 96. Được một tốt. Hay. 17-9 rồi. Ngoài. Điểm số 18 rồi. 18-9 rồi. Rất xa khoảng cách, rất xa. Không còn cơ hội ở set này cho FC Đồng Nội nữa rồi. Cẩm Xuyên này, hiệp một này đánh quá hay các bạn. Vẫn còn. Rất hay. Đập bóng. Rất hay. Số 14 rất tuyệt vời. Hai mươi chín rồi. Tốt. Rất căng thẳng. Vẫn còn. Sau đầu. Đập bóng tốt. Có điểm cho FC Đồng Nội. 10-20. Còn kết thúc đi. Có điểm thứ 11 cho FC Đồng Nội. Phát bóng không qua lưới. Chấp bực kết thúc với tỷ số 21-11. Cẩm Xuyên giành chiến thắng ở trận đấu đầu tiên. Rất tuyệt vời. Và hay. Trận đấu thứ hai của Trần Trung Nguyên bắt đầu rồi các bạn nhé. Trận đấu thứ hai rồi. FC Cẩm Xuyên phát bóng. Hy vọng FC Đồng Nội sẽ cố gắng trong set này để san bằng tỷ số một đều. Rất hay. Phát bóng cho FC Đồng Nội. Bỏ bóng tốt. Điểm bờ quyền phát bóng cho Cẩm Xuyên. Bước một tốt. Đập bóng rất hay.
điểm cho đồng đội. Ba hai rồi. Đập bóng rất mạnh. Không còn. Không còn lưới rồi. Điểm số thứ tư cho FC Đồng Đội rồi. Đập bóng rất mạnh nhưng không qua lưới. Điểm số thứ 5. 5-2 rồi. Không còn. Đập bóng cực mạnh. Bóng trong sân. Pha đập bóng uy lực. Sáu ba, sáu hai cho FC Đồng Nội rồi. Không được rồi. 7-2. Bóng tốt. 3-7. Cá tập chuỗi lên điểm rồi. Tốt. Không được rồi. 8-3. Bóng rất mạnh ra ngoài. Bốn tám rồi. Bóng rất mạnh ra ngoài. Tốt. Đập bóng rất mạnh. Điểm thứ 9 rồi. 9-4. Quá hay, quá kịch tính. Đập bóng rất mạnh. Rất hay. Và gò bóng rất hay. Bóng ra ngoài sân. Điểm số cho Cẩm Xuyên. 5-9. Sáu chín. Bước mùa tốt. Đập bóng hay. 10-5 rồi. Mười năm cho FC Đồng Nội. Vẫn còn. Bảy mươi rồi. Rất hay. FC Cẩm Xuyên thật bóng. Khoảng cách còn 3 điểm. Đập bóng rất mạnh. FC Cẩm Xuyên rút ngắn tỷ số rồi. Không được rồi.
90 rồi. Mày 18 cho FC Đồng Đội. Chị em đã về rồi. Đập bóng rất mạnh. Vẫn còn. Lại tiếp tục. Rất hay. Điểm số 12 rồi. 12-8 cho Đồng Nội. Qua hay. Ý rồi. Tiếp tục. Đặt bóng rất mạnh. Điểm thứ 9 rồi. 9-13 cho Cẩm Xuyên phát bóng. Bước một tốt. Bỏ bóng hay. Số 2 thi đấu rất tuyệt vời. 14-9 rồi. Nóng quá các bạn. Ướt đầm hết mồ hôi luôn. Quá nóng. Đập bóng rất mạnh. Tràn lưới rồi. Mười mười bốn nhé. Tốt. Rất hay. Còn điểm số 15. Vẫn còn. Đập vào nhiều khoảng trống các bạn. Đập bóng rất mạnh. 11 rồi. 11-16. Bóng không thành công. 12-16. Đập bóng rất mạnh. Điểm số 17 rồi. 17-12. Đập bóng không qua lưới. 13-17. Cẩm Xuyên phát bóng. Tốt. Vẫn còn. Rất hay. Quá hay rồi.
47. Hay quá. Đây là 17 rồi. Trận đấu rất hay. Rất hay. Bật bóng lên rồi. Bóng trong sân. Tuyệt vời. 18-15. Bóng trong sân. Điểm cho đồng đội. Hai điểm nữa. Còn rất mạnh. Còn rất tuyệt vời. Bạn đang thông qua lưới rồi. 16-20. Rất hay. Điểm quyết định. Một đều cho hai đội. Sẽ có set thứ ba các bạn nhé. Trận đấu thứ ba bắt đầu các bạn nhé. FC Đồng Nội phạt bóng trước. Một quay cho FC Đồng Nội nhé. Không cho FC Đồng Nội. Rất kịch tính. Rất mạnh và tay trắng ra ngoài. 1-2 cho Cẩm Xuyên. Đứt bóng rất hay. 3-1 cho Đồng Nội. Số 2 thi đấu rất tuyệt vời. Bước 1 tốt. Điểm 2-3 cho Cẩm Xuyên. Quá hay. Tốt. Vẫn còn. Rất hay.
Tốt. Bóng rất hay. 4-3 cho FC Đồng Nội. Rất hay. Có điểm rồi. Điểm thứ 5. 5-3. Số 2. Rất mạnh. 4-3 cho Cẩm Xuyên. Và đập bóng cực kỳ mạnh. Được một tốt. Năm đều. Như vậy là có chạm lưới đó các bạn nhá. 6-4. Càng ngày càng hấp dẫn rồi. Nước mùa tốt. Đập bóng rất mạnh. Vẫn còn. Vẫn còn. Rất là hay. Tốt. 7 năm rồi. Rất hay. Rất mạnh. 6-7. Chưa biết thế nào các bạn nhé. Căng như dây đàn. Căng hơn cả dây đàn. Bước một tốt. Vẫn còn. Rất mạnh. 8 rồi. Hai đội Huế. Điểm số 8 hai đội đổi sân các bạn nhé. Điểm thứ 8 hai đội đổi sân. Không qua lưới, đổi vào điểm. Còn. Ngoài. 8 điều cho Cẩm Xuyên. Và đập bóng rất mạnh ra ngoài. Điểm thứ 9 cho Cẩm Xuyên rồi. Wow.
18 cho Cẩm Xuyên. Phát bóng rất mạnh. Đuối rồi, đuối rồi. Đặt xe đông nổi đuối rồi. Vẫn còn. Vẫn được rồi. 9-11. Tiếp tục 10-11. Tỷ số bán đuổi rất kịch liệt. Quá kịch tính luôn. Vẫn còn. Bóng ngoài sân 11 đều. Rất căng thẳng. 11 đều rồi. Vẫn còn. Bóng ngoài sân rồi, 13 đều. Rất kịch tính. Rất hay. Vẫn còn. 43 cho Cẩm Xuyên. Rất hay. Mark Boy cho Cẩm Xuyên. Rất tốt. 14 đều. 4 đều rồi. Hay. Đây là 14 cho Cẩm Xuyên rồi. Tốt. 15 đều. Rất căng thẳng. Quá kịch tính. Rất một tốt. Vẫn còn. Vẫn còn.
rất hay. Không thể cứu bóng. 16-15 cho FC Đồng Nội. Tốt rồi. Vẫn còn. Cháu đều cho Cẩm Xuyên. Quá kịch tính luôn. Rất tiếc phạt bóng không qua lưới. Quá tiếc. Mười bảy, mười sáu. Phát bóng không qua lưới. Quá kịch tính nên hai đội đều phát bóng hỏng. Không được rồi. Bước một không thành công. 18-17 rồi. Tốt. Còn. Thêm một điểm cho Cẩm Xuyên. Cẩm Xuyên phát bóng. Tốt rồi. Vẫn còn. Vẫn còn. Quá căng thẳng. Tốt. Vẫn còn. Rất tiếc. 20-19. Lợi thế là lợi thế cho Cẩm Xuyên. Quá hấp dẫn. Chức vô địch rồi. Đội bóng Cẩm Xuyên giành chức vô địch rồi. Rất tuyệt vời. Quá hay. Quá tuyệt vời. Đội bóng Cẩm Xuyên giành chức vô địch. Video mình đến đây kết thúc các bạn nhé. Các bạn xem thấy hay để like, đăng ký, chia sẻ, ủng hộ mình với nhé. Thang lên vlog kiểm sống người tình các bạn nhé. Rồi mình chào các bạn ở đây. Hẹn gặp lại các bạn video sau nhé.